Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay sẽ tiếp tục là một khúc gỗ gõ đỏ. Hàng này là về từ đợt trước nhiều lần lắm rồi. Tức là từ những ngày đầu tiên mà những cái khúc gỗ gõ đỏ ở cái dạng trọng lượng cân nó ít ý, nó về hàng. Thì hàng này, cái khúc này là nó cũng tồn, gọi là cuối lô đấy ạ. Thì các bạn cũng nhìn thấy là nó cũng hơi xấu một tí, là nó bị khoanh măng này, nó có nhiều tật này, rồi nó méo, rác nhiều, ruột nhiều. Tất nhiên rồi thì với những cái khúc như thế này thì bên cửa hàng sẽ thanh lý, bán giá rất là rẻ, gọi là thanh lý cuối lô mà. Thì bây giờ chúng ta sẽ thử xem là xẻ một cái khúc gỗ thanh lý cuối lô nó sẽ như thế nào nhé mọi người nhé. Dòng này là dòng gỗ gõ đỏ Nize Taraban. Nó gần được tựa như kiểu Pachi luôn, nếu như đưa ra cái vân này. Đẹp đúng không? Rất đẹp. Thì mình chia sẻ với các bạn này, mua gỗ nó khác với là các bạn quay xổ số. Quay xổ số các bạn sẽ thấy rằng là một là trúng, hai là trượt. Còn mua gỗ nó cũng có một là trúng, hai là trượt, nhưng không đến mức như vậy. Nó hồi hộp ở cái chỗ như này. Cái khúc gỗ đó rất chi là xấu, nhiều mắt nấu, nhiều cành, thậm chí khoanh măng. Nhưng mà bên trong không ai biết được nó là cái gì, nên trong quá trình xẻ vẫn luôn là hồi hộp. Đấy. Mặc dù nhìn bên ngoài thấy rất là nhiều tật rồi, nhưng mà đổi lại riêng gỗ ấy, càng lắm tật, vân lại càng đẹp. Mỗi tội nó bị hao nhiều, nó không thể làm những việc to được. Nhưng nếu mà để đóng đồ chia nhỏ ra thì mình phải nói với các bạn nó là xuất sắc. Đây các bạn nhìn thấy không ạ? Rất là nhiều tật, đầu, cuối, méo, cong. Nhưng các bạn ơi, cong mới đưa ra được những cái vân cong như vậy, đúng không ạ? Có tật thì nó mới lại đưa ra được bên trong những cái xoáy vân, mà bình thường những cây gỗ thẳng không mang lại cho chúng ta được. Đấy, tức là ông trời không lấy đi hết tất cả mọi thứ của chúng ta. Nếu đã lấy đi của chúng ta cái này thì sẽ lại trả lại cho chúng ta cái khác. Nên là các bạn đừng bao giờ sợ phải mua những khúc gỗ ở cuối lô, và cũng đừng bao giờ sợ là mình mua khúc gỗ ấy quá méo. Bởi vì riêng gỗ gõ đỏ ấy, vân của nó rất là đẹp, một trong những dòng gỗ đẳng cấp. Khi càng méo, khi càng có nhiều tật thì bên trong nó đưa lại ra những cái vân lại càng đẹp. Mỗi tội là cái nhược điểm của nó là gì ạ? Không thể làm được những cái việc nó cần kích thước dài rộng to. Ví dụ như là chân sập thì được, hoặc là chia nhỏ ra để làm những cái gọi là gì nhỉ, cái mặt cốt này, hay là cái xương của cái tủ này, hoặc là ốp trần này, hoặc là ốp sàn này, cái đấy cần nhỏ đúng không? Riêng làm trần mà làm cái loại này thì nhìn lên trần cứ như là nhìn lên mây gỗ ấy. Thì đóng trần mà người ta đâu cần những cái mảnh to đâu, cái mảnh nhỏ nhỏ dài tầm độ 3-40 phân, rộng độ 10 phân là được rồi. Thì cái này bổ nhỏ ra là được rồi. Hay là làm tủ bếp, cánh tủ bếp. Đấy. Nên là không lúc nào các bạn cũng phải cứ phải nhất thiết là các bạn chọn cái gỗ thật là to, thật là nuột, thật là thẳng. Đây các bạn nhìn xem khúc gỗ thanh lý cuối lô đây. Mặc dù là vừa rẻ vừa rụng ra này, rụng ra như kiểu răng ngoài già ấy, đúng không? Đấy, vừa xẻ vừa rời ra luôn, cũng xót ruột làm chi các bạn. Nhưng mà cái này là mọi người nhìn thấy rồi đúng không?
từ đầu đã thấy là khoanh măng rồi, đã thấy là kẹp vỏ rồi. Đây vào bên trong thì lượng gỗ để mà thu nhặt được ấy là hơi ít, chỉ có thể là tận dụng làm hàng nhỏ thì được. Đây, qua các mạch xẻ các bạn nhìn thấy này, xem gỗ hàng về mới với những khúc nhỏ ngắn xinh xắn, các bạn cùng theo dõi video nhé. Khúc này là 992 kg. Sau khi mà những khúc gỗ được hạ xuống bãi thì bây giờ đang được vận chuyển vào trong kho để cho khách hàng xem gỗ được tiện hơn, gần khu vực máy xẻ hơn, và cũng đảm bảo cho gỗ được bảo vệ tránh nứt nẻ nhiều nhất có thể. Thank you.
Thank you.